Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dận, người khai sinh triều đại nhà Tống. Trong lịch sử Trung Hoa, Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dận được xem là một trong những vị hoàng đế tài năng hiếm có. Về võ lược, ông chính là người đã kết thúc thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc kéo dài 72 năm, từng gây nhiều đau thương mất mát cho nhân dân. Về văn thao, ông tỏ ra là một vị vua thức thời, khéo léo áp dụng nhiều chính sách đang xen lẫn nhau để đưa Trung Quốc phát triển toàn diện. Đặc biệt, những giai thoại về đối nhân xử thế của ông đến nay vẫn được nhiều người coi là tấm gương để học tập. Thuận theo thiên mệnh. Tống Thái Tổ sinh ngày 21 tháng 3 năm 927 tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Tên thật là Triệu Khuôn Dận, đôi khi viết là Triệu Khuôn Dẫn, tự Nguyên Lãng, xuất thân dòng dõi quan lại. Ông tổ, ông cố và ông nội của Triệu Khuôn Dận đều làm quan dưới thời nhà Đường. Riêng cha của ông là Triệu Hoàng Ân được phong đến chức kiểm hiệu tư đồ, tước Thiên Thủy huyện Nam của nhà Hậu Chu. Triệu Khuôn Dận không những có tài võ nghệ siêu quần mà còn rất hiếu học, hiểu được đường lối trị quốc bình thiên hạ. Bất kể trên lưng ngựa hay ở nhà, lúc nào trên tay ông cũng có một quyển sách, không bao giờ ngưng học tập. Nhờ vậy mà ông đã lĩnh hội được vô số tinh hoa, thu lượm được nhiều điều bổ ích. Về võ học, có lần ông đã thuần phục được một con ngựa hoang mà không dùng yên cương, bản thân cũng không hề bị thương. Năm 951, Quách Uy nổi loạn và lập ra nhà Hậu Chu, Triệu Khuôn Dận được phong làm điện tiền chỉ huy sứ. Dưới thời Thế Tông Sài Vinh, ông được cất nhắc làm chỉ huy kỵ binh, sự nghiệp phất lên nhờ chiến thắng trong trận Cao Bình, chống lại liên quân Bắc Hán và Khiết Đan. Sau trận này, Triệu Khuôn Dận được thăng chức làm chỉ huy cấm quân, xung quanh là một lực lượng văn thần võ tướng đông đảo. Trước khi Thế Tông mất, ông được phong làm tiết độ sứ, gần như nắm hết quân quyền cả nước. Thế Tông qua đời, ngai vàng được truyền lại cho đứa con là Sài Tông Huấn mới 7 tuổi. Năm 960, có tin liên quân Bắc Hán và Liêu lại nhăm nhe tấn công Hậu Chu. Vua đang lúc tuổi nhỏ, triều đình để cho Triệu Khuôn Dận, lúc này là thái úy, đem quân đi đánh. Có giai thoại nói rằng khi quân của Triệu Khuôn Dận đi được 40 dặm, thì có người nhìn thấy hai mặt trời đánh nhau. Mọi người cho rằng đây là điềm báo chuyển giao thiên mệnh, khí số của Hậu Chu đã hết và thiên mệnh đã ứng trên người của Triệu Khuôn Dận. Quân sĩ biết tin, đã lấy hoàng bào khoác lên người ông. Triệu Khuôn Dận lập tức dẫn quân quay trở về Biện Kinh và kéo thẳng vào thành. Triều đình Hậu Chu không thể phản kháng, cùng quỳ xuống, tôn ông lên làm vua. Triệu Khuôn Dận lên ngôi, đặt tên nước là Đại Tống. Sau khi lên ngôi được 4 năm, ông bắt đầu cuộc chiến tranh thống nhất đất nước. Để tránh cuộc đọ sức trực tiếp với nước Liêu hùng mạnh, ông đề ra chiến lược trước Nam sau Bắc. Một mặt dựa vào vũ lực, một mặt dựa vào chiến tranh tâm lý, thu phục lòng người. Nhà Tống thôn tính Kinh Nam, Hồ Nam năm 962, đánh Hậu Thục năm 965, tấn công Nam Hán năm 970, đánh Nam Đường năm 975. Tính ra chỉ còn duy nhất Bắc Hán do có nước Liêu hỗ trợ nên nhà Tống không làm được gì. Mất 13 năm, Triệu Khuôn Dận đã khôi phục được bản đồ hoàn chỉnh, kết thúc chiến tranh loạn lạc sâu xé, thống nhất phần lớn Trung Quốc. Đó cũng là công lao để đời của ông. Triệu Khuôn Dận cũng thực hiện vô cùng triệt để mục tiêu yên dân. Ông luôn ra lệnh cho các tướng cầm quân hạn chế đến mức thấp nhất tổn hại cho dân thường và tuyệt đối phải giữ quân kỷ nghiêm minh. Phương châm yên dân của ông cũng được các tướng lĩnh chấp hành triệt để. Nhờ vậy, chính quyền đã chóng vánh được thiết lập và ổn định trên các vùng chiếm đóng. Cải cách đất nước, thời hậu chiến. Sau khi thống nhất đất nước, một vấn đề khác vẫn luôn canh cánh trong lòng của Triệu Khuôn Dận là làm sao chấm dứt được những rối loạn phân chia từ thời Ngũ Đại, thực hiện sự thống trị yên ổn lâu dài. Đầu tiên, để tập trung binh quyền, ông thực hiện chiến lược. Tướng không được chuyên quyền nắm binh của mình, lính không có vị tướng lâu dài, tướng không có đạo quân lâu dài, để loại trừ khả năng phát động chính biến. Chính hoàng đế sẽ là người trao quyền quản lý cấm quân và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Điện tiền đô chỉ huy, bộ quân đô chỉ huy và mã quân đô chỉ huy sẽ chỉ huy cấm quân, kiềm giữ lẫn nhau. Chỉ có quyền giữ quân mà không được quyền phát binh. Ngược lại, viện khu mật trên danh nghĩa là có quyền điều động quân đội nhưng lại không thể nắm quyền. Ba loại quân còn lại là sương binh, hương binh và phiên binh đều là quân địa phương và thực lực có hạn. Thực chất cuối cùng
toàn bộ quyền lực đều rơi vào tay của hoàng đế. Lúc bấy giờ, lực lượng cấm quân bao gồm nhiều binh chủng như bộ binh, cung thủ, pháo binh, nhưng kỵ binh lại hạn chế. Thủy quân cũng đóng góp một vai trò quan trọng trong quân đội. Nhờ có thủy quân mà nhà Tống dễ dàng đánh bại các nước phía nam sông Trường Giang và phòng thủ trước quân xâm lược phương Bắc. Về chế độ quan lại, cơ quan trung ương vẫn có tể tướng, sử dụng danh hiệu Đổng Bình Chương Sự, bổ sung thêm tham tri chính sự làm phó tể tướng để phân chia quyền lực. Mọi việc quân sự, hành chính, điều động cấm binh đều do khu mật sứ nắm giữ, nhằm tạo thế đối lập với tể tướng. Quyền tài chính do tam ti sứ điều hành, gọi là kế tướng. Ngoài ra còn có khu mật phó sứ, tam ti phó sứ. Mục đích cuối cùng vẫn là không để ai có cơ hội lạm quyền. Với chính quyền địa phương, vua cũng áp dụng hàng loạt biện pháp. Từ cuối nhà Đường tới thời Ngũ Đại, tiết độ sứ cát cứ một phương hoặc kiêm một số quận, gọi là chi quận. Triệu Khuôn Dận đã xóa bỏ chi quận, tiết độ sứ trở thành một chức không có quyền hành. Hành chính địa phương được chia làm hai cấp là châu và huyện. Thông phán do trung ương trực tiếp cắt cử sẽ cùng cai trị với tri châu, tri huyện và giám sát hành động lẫn nhau, không để ai chuyên quyền. Vua còn thu lại quyền tài chính của các phiên trấn để không ai có thể làm phản. Triệu Khuôn Dận cho cải cách khoa cử, tuyển chọn người tài để tránh tình trạng cha truyền con nối. Ông cho lập các thư viện, văn đàn để văn nhân tụ tập công khai, thảo luận chính sự và phát biểu ý kiến thoải mái. Việc này tạo tiền đề cho sự phát triển khoa học, cải cách kinh tế và các thành tựu về nghệ thuật và văn chương. Tuy nhiên, chính sách trọng dụng quan văn đẩy tầng lớp võ nhân rơi xuống vị trí thấp kém đã gây ra nhiều thảm họa cho đời sau. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Nhân cách cao đẹp. Sinh ra trong thời loạn, nên Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dận hiểu nỗi thống khổ của lớp dân đen trong xã hội. Ông luôn giản dị, tiết kiệm, trang phục và ăn uống cũng đơn giản. Trừ những lúc đăng điện thượng triều, phải mặc triều phục được may từ lĩnh gấm. Còn lại ông chỉ mặc quần áo lụa bình thường giống như những quan lại nhỏ. Nội cung của ông cũng được tinh giảm rất gọn. Trong một lần trên đường chinh phạt Bắc Hán, đúng vào Tết Thất Xí, mùng 7 tháng 7 âm lịch, Triệu Khuôn Dận đã gửi về Biện Kinh tặng cho Thái Hậu đúng 3 quan tiền, Hoàng Hậu chỉ có 1 quan rưỡi. Có một lần, công chúa Vĩnh Khánh mặc xiêm y rực rỡ đi bái kiến. Ông bắt từ lần sau không được mặc nữa và nói với con gái: "Để một người trị vì thiên hạ, không thể để cả thiên hạ hầu hạ một người." Tinh thần tiết kiệm của ông về sau cũng được bá quan tích cực học hỏi. Lễ nghênh đón cầu kỳ xa hoa lãng phí vốn dành cho quan châu huyện khi nhậm chức đã được hủy bỏ. Những chức quan nhỏ cũng chỉ đi giày cỏ, chống gậy gỗ cùng đồ đệ đi nhậm chức. Tất cả quốc khố được dùng với mục đích phục vụ cho quốc phòng và cứu tế thiên tai cho nạn dân. Qua đời trong nghi vấn. Sử sách chép lại rằng tháng 11 năm 976, Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dận qua đời, thọ 50 tuổi. Vì con của ông còn nhỏ, nên em ông là Triệu Quang Nghĩa lên thay, tức Tống Thái Tông. Sau khi qua đời, miếu hiệu của ông là Thái Tổ, thụy hiệu là Khải Vận Lập Cực, Anh Vũ Duệ Văn, Thần Đức Thánh Công, Chí Minh Đại Hiếu Hoàng Đế, được an táng ở Vĩnh Xương Lăng. Một số nhà nghiên cứu đã tỏ ra nghi ngờ về cái chết của Tống Thái Tổ và cho rằng ông bị chính người em Quang Nghĩa hãm hại để giành ngôi báu. Câu chuyện này đã trở thành một nghi án nổi tiếng đời Tống với tên gọi Phủ Thanh Chúc Ảnh. Tương truyền, vào đêm hôm trước khi Tống Thái Tổ mất, ông đã truyền em trai là Tấn Triệu Vương Quang Nghĩa vào cung uống rượu. Thái giám cung nữ đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ có hai anh em. Sáng hôm sau, Triệu Quang Nghĩa bước ra ngoài, tuyên bố hoàng đế đã băng hà và truyền lại ngôi báu cho mình. Về sau, Tống Thái Tông truyền ngôi cho con mình, tức Tống Cao Tông, không trả lại ngôi cho dòng trưởng. Bản thân con trai Tống Thái Tổ là Triệu Đức Chiêu, sau đó cũng chết một cách không rõ ràng. Tuy nhiên, đời Tống Cao Tông lại không có con trai nối dõi, thế là ngai vàng đã quay trở về với dòng trưởng. Từ sau năm 1161, tất cả các hoàng đế nhà Tống đều là hậu duệ của Tống Thái Tổ, thông qua hai con trai của ông là Triệu Đức Chiêu và Triệu Đức Phương. Lăng mộ của Tống Thái Tổ được đặt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay, gọi là Lăng Vĩnh Xương. Đây cũng là nơi an nghỉ của 7 hoàng đế kế vị nhà Tống. Nhà Tống vốn không mấy quan tâm đến lăng tẩm, nên cũng không cho xây tường bao quanh, mà chỉ trồng cây cảnh, hoa cỏ xung quanh bốn phía, được gọi là Bách Thành. Ngoài kiến trúc và quy mô lăng tẩm đơn giản,
các lăng mộ nhà Tống chỉ chôn vua, không chôn cùng với hoàng hậu hay các phi tần được sủng ái. Nhà Tống chỉ tồn tại được hơn 100 năm. Về sau, các bộ tộc du mục hợp nhất chính là nhà Kim đã kéo quân đánh chiếm thủ đô Biện Kinh. Lăng mộ các hoàng đế, bao gồm cả Tống Thái Tổ, từ đó không còn được chăm sóc, lại thường xuyên bị những kẻ trộm mộ dòm ngó. Ngày nay, các lăng mộ đó cũng gần như bị lãng quên, không được mấy người chú ý. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!